Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Nhân tiện mình mới kiếm được gói bột phô mai thì mình muốn làm và chia sẻ với các bạn món bánh quy hành nhân phô mai từ lâu đã được rất nhiều bạn yêu thích. Mình sẽ chia sẻ một vài cách nho nhỏ để làm bánh được nhanh hơn mà khi để nguội nhân cũng vẫn dẻo mà không bị cứng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị phần bánh trước. Các bạn có thể bỏ qua nếu mà mình đã mua bánh quy mặn có sẵn gia vị. Nếu mà chưa mua thì mình sẽ thêm gia vị như sau. Mình cho tất cả bánh vào một cái hộp. Các bạn cũng có thể cho vào một cái túi. Mình đừng để bánh trong hộp chặt quá để nó vẫn có khoảng cách hở giữa các bánh. Mình sẽ cho vào 40g bơ nhạt đun chảy. Bơ là thành phần để kết dính các gia vị mình muốn thêm vào bánh. Nếu các bạn dùng các loại bột gia vị như là bột cà ri, tiêu, bột ớt thì mình có thể trộn vào cùng với bơ chảy. Mình lắc hộp qua lại thật nhẹ nhàng để bơ thấm đều vào bánh. Khi thấy lượng bơ tương đối thấm vào bánh thì mình có thể xếp bánh ra khay nướng, mặt ngoài bánh hướng lên trên. Ta cũng có thể áp chảo nếu mà các bạn không có lò nướng, một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Sau đó thì mình sẽ rắc các loại gia vị khô lên bánh. Hôm nay thì mình dùng rong biển khô, vụn và rau mùi khô. Các bạn có thể biến tấu tùy thích. Nếu dùng hành tươi thì mình cũng sẽ thái nhỏ hành và rắc lên bánh. Nhưng mà trước đó thì mình nên trộn hành với bơ chảy trước thì hành nó sẽ dính lên bánh tốt hơn. Mình sẽ nướng trong lò nướng đã làm nóng ở 150-160 độ C trong khoảng 10 phút. Ta sẽ nướng đến khi thấy bánh khô giòn. Sau đó thì mình sẽ lấy ra và để nguội. Nếu không có lò nướng thì các bạn có thể áp chảo với lửa nhỏ. Mình sẽ áp mặt dưới của bánh xuống trước. Rắc các loại gia vị lên. Sau đó lật mặt bánh xuống dưới. Mình cũng sẽ áp chảo khoảng 10 phút hoặc đến khi bánh khô giòn. Khi bánh giòn thì mình sẽ lấy ra và để nguội. Tiếp theo là phần nhân. Mình sẽ đun chảy 30g bơ nhạt động vật. Sau đó thì mình cho vào 90g kẹo marshmallow. Bí quyết để nhân không bị cứng thì mình sẽ cần dùng kẹo marshmallow còn mới. Kẹo còn cũ thì nó sẽ càng khó tan và dẫn đến kẹo sẽ bị cứng khi để nguội. Đặc biệt các bạn cũng có thể tự làm kẹo marshmallow theo công thức mình đã chia sẻ trên kênh. Kẹo mới làm rất dễ tan và thành phẩm có phần còn giữ được dẻo lâu hơn so với kẹo marshmallow mua sẵn. Ngoài ra trong quá trình đun thì mình cũng không được để lửa quá lớn. Nó cũng là một nguyên nhân dẫn đến kẹo bị cứng sau này. Tiếp theo thì mình cho vào 20g bột phô mai. Thành phần bột phô mai thì nó đã có sẵn sữa bột rồi. Để làm nhân bánh được mềm và dai thì mình sẽ không dùng thêm sữa bột nữa. Vì thêm sữa bột thì nó sẽ hút ẩm và làm nhân đứng và giảm độ dai một chút. Tuy vậy nếu mà các bạn làm kẹo trong thời tiết nóng thì mình có thể thêm khoảng 10-20g sữa bột. Sau khi bột phô mai đã hòa quyện thì mình sẽ để cho nó nguội bớt. Khi mà mình thấy nhân đã nguội và mình có thể thao tác được, nó cũng không bị chảy nữa thì mình sẽ cho vào nhân bánh. Các bạn thấy là bản thân nhân khi mình thao tác thì nó đã rất dẻo dai.
Thành phẩm các bạn nên gói riêng rẽ từng chiếc và mình sẽ để nơi khô ráo thoáng mát trong khoảng 1 tuần. Nhân bánh dù để nguội hay để đến hôm sau sẽ vẫn rất dẻo. Vậy là món bánh quy mặn nhân phô mai đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công với món bánh này. Nhớ cho mình một like, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn các bạn trong video tới.